Hôm nay công ty Alpha sẽ chỉ các bạn cách thay giấy nhiệt trong cái máy in nhiệt của thương hiệu Mình sẽ nút enter cho DHC BT797. nó Thì kéo các giấy bạn vào. mồi một cái đầu giấy vào trong cái phần khe khe quay á, rulo á. Sau đó Sau đó các bạn nhấn giữ phím in mình cho nó enter vào cái lỗ trên này. là cuộn giấy nó sẽ tự Đây. động, cái rulo nó sẽ quay để lôi Cái vào. xong có thể Và khi mà lôi vào xong các bạn có thể nhét vào cái phần khe mà kéo rạch rọc giấy này. Rồi chúng ta sẽ cùng thử nhé. Thử mình in. bút mình sẽ cho nó họ mình có in À, không ghép anh rồi chị và các xong bạn ghép. có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị kỹ thuật Alpha theo số hotline trên màn hình hoặc comment trực tiếp dưới bài viết. Ok, Nhân viên công xin ty thông chúng tôi sẽ xong. liên hệ lại. Xin chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều.